Chào các bạn nha. Bữa nay mình test hai cái ná luôn rồi. Cây này chặt 7 ha, cây này chặt 9 coi. Này bữa nay mình sẽ nằm võng, mình bắn hai cái bậc lửa đây nha các bạn. Rất là may mắn ha các bạn, từ chặt 7 mà đổi qua chặt 9 thì nó hơi lận cận ha, cho nên là bắn thụt hết một phát rồi. Này là cây mù u nha các bạn, cây mù u chặt 7 ha. Cây này là cây châm bầu, cây châm bầu chặt 9 các bạn. Này, rất là ok ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Hãy đăng ký để xem nhiều mẫu ná hơn nha. Cảm ơn các bạn.